Kính thưa quý khán thính giả của đài SBTN, chúng tôi trong khi có mặt ở tại Hồng Kông, chúng tôi đã gặp một người thanh niên Việt Nam đến ngay từ Hà Nội cũng có mặt Hồng Kông, và đặc biệt anh dầm nằm về trong những ngày những người biểu tình ở đây. Xin Thịnh có một lời chào đến khán giả của đài truyền hình SBTN. Xin chào mọi người, thì mình là, như anh Long đã nói, mình tên là Thịnh và mình là một họa sĩ tự do. Và có, thật ra thì mình là em thì đi du lịch thôi, nhưng mà em không nghĩ là lúc mà sang đây, lúc mà trước khi sang đây thì là biểu tình đã có rồi, nhưng mà lúc đi xin visa thì hơi khó một chút, tại vì mọi người có hỏi là lúc mà đang biểu tình này thì sang làm gì, bảo nhưng mà mình bảo cũng nghĩ là nó như là một cái ngày rất là trọng đại, cũng không biết nhiều về chính trị, chỉ biết là nó là một cái gì rất là khác ở Hồng Kông, thế là sang. Nhưng mà sang thì rất là bất ngờ, tại vì nó bất ngờ đến kiểu như là từng cái phút giây. Đây là một cái cuộc biểu tình của những người trẻ tuổi, nhưng mà cái sự họ chuẩn bị, những cái cách họ sống, cách họ ngồi, cái ngăn nắp của họ hay nào đấy thì những người như em ở Hà Nội thì không thể được. Tại vì những người bạn của em chẳng hạn, thì bây giờ chẳng hạn ở nhà thì nào thì bia, nào thì rượu, hay là bất cứ một cái chuyện gì đấy mà mình nghĩ đấy là bình thường. Tôi hưởng thụ được cái đấy, tôi chỉ cần biết đến bia, đến rượu thôi, biết về những cái thứ thế này thế nọ, đấy hoàn toàn bình thường. Thì đến sang đây mới biết là nếu mà mình không thay đổi một số thứ thì đúng là mình cũng không biết đâu là tự do của mình cả. Đấy là những thứ em cảm nhận. Trong cái vấn đề nguyên do những người dân Hồng Kông đang biểu tình hiện tại là họ không có chấp nhận một cái sự đề cử những ứng cử viên đến từ chính phủ Bắc Kinh. Thì qua cái chuyện mà họ đứng lên họ đòi cái quyền này thì Thịnh nghĩ như thế nào về cái vai trò của người công dân trong cái quyền mà bầu ra những người giữ những trách nhiệm trong chính phủ? Đầu tiên để em thật ra thì nói điều này hơi ngượng thật sự, tức là xấu hổ ấy, tức là đến như bản thân em là một họa sĩ, nó là tự do thôi, nhưng mà nếu mà để mình hiểu kỹ về từ công dân, cái quyền của mình thế nào, đến nhiều lúc em cũng không hiểu, tại vì mình chưa bao giờ bị mất quyền lợi. Tại vì đúng như là có một số người nói là mình phải muốn đi lên cao hơn nữa thì mình biết đâu là mất quyền lợi. Còn nếu mà mình chỉ có lẻ tay ở dưới, mình không phá được cái vành đai an toàn của mình, thì lúc nào mình cũng chỉ cần thế và mình không cần thiết. Và tức là mình hưởng thụ những cái thứ gì mà có thể người ta cho mình, mà mình cũng chỉ cần như thế thôi. Thế thì có thể là có một sự thay đổi, em cũng không biết là thay đổi như thế nào trong em cả, nhưng mà nó có thể mọi người nói là cái sự thức tỉnh chính trị. Đấy là có một số người nói là như vậy, nhưng cũng không biết nó sẽ đến đâu. Tại vì ở Hà Nội mà làm được những cái chuyện như Hồng Kông này thì chắc là không thể. Còn người ở Việt Nam thì em thấy là đều luôn luôn đều bị chống chọi lại những cái thứ mà từ trước đến nay để chiến đấu. Có thể họ rất mạnh, nhưng việc chính thì em nghĩ là đều một phần nào đấy, có thể nói cái này điều này là không tốt, nhưng mà thấy là những người đang nắm quyền thì mình thấy là họ có thể họ chưa để tâm, họ chưa thật sự là họ nghĩ được cho đất nước. Đấy là những cái thứ, và họ cho mình những cái thứ thông tin mà để những người dân thật sự là họ cảm thấy là họ đủ rồi và họ không có khát vọng. Và nếu mà có những người có khát vọng thì họ sẽ đàn áp, hay hoặc em không biết là như thế nào, tại vì em thật sự không hiểu chính trị. Nhưng mà những người có thật sự có khát vọng thì họ sẽ không có, họ sẽ thật sự cô đơn. Còn những người mà sống bình, hoặc là họ chỉ cần thế này, họ chỉ cần thế kia thôi, nhẹ thôi, thì em nghĩ là như thế. Nhưng mà sẽ có một lúc thay đổi. Và cái Hồng Kông chính là, em nghĩ là Hồng Kông chính là những cái thứ mà nếu mà giới trẻ nhìn được, cũng có thể chính trị nó vẫn vậy, ít người có thể đam mê được đến chính trị. Nhưng mà hãy thay đổi từ những cái thứ nhỏ nhất, những cái thứ sự mà là cái cách sống như thế nào cho đẹp nhất có thể. Cảm ơn Thịnh đã cho SBTN phỏng vấn. Và thưa quý khán giả, chúng tôi đã gặp Thịnh, một người thanh niên ở Việt Nam, Hà Nội, đi sang qua Hồng Kông và chứng kiến những ngày lịch sử ở tại Hồng Kông. Mai Phi Long, tường trình từ SBTN tại Hồng Kông.